Em xin chào các bác nhé, em là Hoàng nhé. Hôm nay em làm cái video về giới thiệu cái trang web chính thức của bên em, đó là tablediffusion.live các bác nhé. Cái tên của trang web của em nó hiện ở trên hình ảnh đây các bác này, tablediffusion.live các bác nhé. Thì các bác truy cập vào trang web của bên em, nó sẽ có giao diện như hình ảnh này. Thì ở phía trên cùng này là cái Facebook group của bên em là chia sẻ đam mê nhé. Các bác truy cập vào đây xem những cái bài chia sẻ về cách sử dụng Table Diffusion các bác nhé. Còn ở bên dưới này là kênh YouTube chia sẻ đam mê của bên em nhé. Thì cái kênh YouTube này nó gồm tất cả những cái video hướng dẫn từ cài đặt đến sử dụng, rất là nhiều video nhé. Thì em update liên tục, thì các bác truy cập vào cái kênh của bên em để xem các video nhé. Kênh thì các bác xem bên dưới này rất nhiều những cái video làm về giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Table Diffusion nhé. Còn ở phía bên dưới này là gồm cái bản 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 full, bản hai cái đường link trên cùng này là hai cái đường link của bản full nhé. Thì các bác muốn cài đặt cái bản full này thì các bác đầu tiên là các bác bấm vào cái link số 1 này, link cài đặt này, cái link này các bác bấm vào lần đầu tiên để các bác cài đặt nhé. Còn từ sau khi các bác bấm vào cái link này, các bác đợi khoảng 5 đến 7 phút để nó cài đặt trên cái Google Drive của các bác xong, thì các bác từ lần sau trở đi thì các bác chỉ bấm vào cái link chạy ở phía cuối này thôi nhé. Các bác chỉ việc bấm vào cái link chạy ở phía cuối này, xong các bác đợi khoảng 10-15 phút thì để nó thiết đặt cái bản Table Diffusion trên trên máy của các bác, xong các bác sử dụng được thôi. Các bác bấm vào bốn cái link cuối cùng nó sẽ hiện ra bốn cái link, thì các bác bấm vào cái link đầu tiên của bốn cái link cuối cùng ấy. Thì còn ở bên dưới này thì là gồm bốn cái phiên bản mà những cái phiên bản này nó là phiên bản quick, nên chỉ cần bấm một click là có thể thể chạy các bác nhá. Thì cái bốn cái phiên bản này thì nó không yêu cầu kết nối với driver của các bác nhé, và nó không yêu cầu dung lượng driver của các bác nhé. Bốn cái link này dành cho các bác nào mà mới tìm hiểu mà các muốn trải nghiệm luôn cái phần mềm Table Diffusion này, thì các bác bấm vào vào một trong các bốn link này nhé. Cái link đầu tiên này thì là nó có cái sẵn cái model treo mic và một số cái Nora cần thiết để các bác vẽ nhé. Còn những cái model realistic này thì nó là cái model về vẽ ảnh siêu thực các bác nhé. Còn cái dot mic này là về ảnh kiểu hoạt hình các bác nhé. Thì các bác tùy các bác lựa chọn những cái model thích hợp mà các bác lựa chọn bốn cái link đấy. Còn ở dưới này là cái video hướng dẫn cài đặt và sử dụng nha các bác nha. Các bác nào mà chưa rõ cách sử dụng thì các bác sẽ bấm vào cái link video dưới này là các bác sử dụng nha. Còn trang web của bên em thì ở bên dưới cuối này nó sẽ có về cái các loại model được các loại model mà bọn em chọn lọc em đem để đến đây nhé các bác nhé. Các bác muốn đào cái nào thì các bác chủ động các bác ấy nhé. Còn phía liên hệ này là giới thiệu về những cái liên kết của bên em nhé các bác nhé. Thì sau khi các bác muốn chạy cái bản nào thì các bác bấm vào đấy thôi. Em cài sẵn bản bản full rồi thì em bấm vào cái link bản full này cái là giao diện phần mềm nó sẽ như này các bác nhé. Thì các bác muốn tìm hiểu về các chức năng thì các bác xem những cái video trước của em nhé. Còn em xin hướng dẫn một cái đoạn để tạo nên một cái ảnh ở trên trên Table Diffusion cài trên điện thoại các bác nhé. Các bác bấm vào render, các bác có cất các prompt rồi các bác bấm vào render nhé. Thì phần mềm nó sẽ chạy và nó hiển thị ảnh ở dưới này các bác nhé. Nút render ở trên này nhưng mà hiển thị ở bên dưới này, tại vì màn hình điện thoại nó không được như màn hình của máy tính nên nó sẽ hiện ở bên dưới này.
Còn tại vì cái em làm cái bản trên điện thoại này để cho nó cho các bác nào mà không có hay ngồi một chỗ mà hay ra quán cà phê hoặc là đi du lịch hoặc là trước khi đi ngủ các bác muốn tạo một cái ảnh hoặc là test một cái đoạn prompt nào thì các bác có thể sử dụng cái phiên bản này các bác nhé. Phiên bản này rất hay này. Các bác muốn tạo ra bốn cái ảnh như Midjourney thì các bác sửa cái số này thành số 4 và các bác lại bấm vào render nhé. Tạo ra bốn cái thì chắc chắn nó sẽ lâu hơn rồi, nhưng mà ví dụ như các bác trước khi đi ngủ mà các bác trước khi đi ngủ mà các bác muốn muốn tạo khoảng 100 cái ảnh mà không muốn bật máy tính thì các bác điền cái số 4 này thành 100 cái ảnh thì các bác ngủ dậy các bác đã có 100 cái ảnh rồi các bác nhé. Còn em đây em bấm thử để tạo cho các bác bốn cái ảnh trực tiếp từ điện thoại các bác nhé. Đó, mình sẽ có bốn cái ảnh 63%, các bác đợi chút. Đó, sau khi chạy xong mình sẽ có bốn cái ảnh như như hình này. Thì các bác thấy cái ảnh nào phù hợp thì các bác ví dụ các bác thấy cái ảnh này đẹp các bác bấm xong các bác save trực tiếp về lưu về máy các bác nhé. Còn nó sẽ tự động chui vào driver của các bác rồi. Đó, đây là cái em xin giới thiệu về cái trang web của bên em chạy trực tiếp cái table diffusion ở trên trang web nha các bác nhé. Em xin kết thúc video ở đây, em cảm ơn các bác.